Hello, mình là Linh Đan. Chào các bạn, hôm nay gia đình Linh Đan buộc phải ra đường để đi tiêm cho Linh Đan theo đúng lịch đây. Hôm nay Linh Đan sẽ đi tiêm mũi 6 trong 1, mũi 2 ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tâm Anh. Thế nên là hôm nay bọn mình sẽ cùng ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài đường trong cái giai đoạn mà cách ly xã hội các bạn thử. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 thì toàn đất nước chúng ta cách ly xã hội được 3 ngày rồi nhỉ? Là 4 ngày chứ, từ ngày 1. Chắc chắn là đường xá nó sẽ vắng hơn rất là nhiều đúng không? Linh Đan của mình đến nay là được tròn 3 tháng. Linh Đan sinh ngày 4 tháng 1 năm 2020. Lúc đấy là 10 tháng 12 âm nhỉ? Còn 20 ngày nữa là Tết. Linh Đan năm nay được sinh ra đầy biến động. Linh Đan của mình á, tên thật là Nhật Vi đấy. Không biết là có phải sự trùng hợp hay không nha. Năm nay chúng ta gặp cái biến động lớn được Covid ấy. Đi tiêm ấy, có lần trước đi tiêm xong các chị đấy hỏi khai báo y tế ấy. Ở bệnh viện khai báo y tế người ta hỏi tên của em bé là tên là Đào Nhật Vi, xong các chị ấy chưa nghe rõ, các chị bảo là gì cơ, Vi hay là Thi, bảo là Vi ạ, Covid ấy. Thế là cả cái khu khai báo y tế người ta cười. Con gái sinh ra vào một năm đầy biến động, thế à, con gái cũng ốm suốt đầy một tháng thì con gái ở bệnh viện 16 ngày. Thế bây giờ đã 3 tháng rồi, Linh Đan bây giờ tròn 3 tháng, hôm nay ngày 4 tháng 4. Nên bây giờ cứng cáp hơn rồi. Đường xá vẫn khá nhiều xe đấy, đúng không? Đường này đường đi Hà Nội Bắc Giang, đi Lạng Sơn. Có chốt chạm ở đây. Em thấy bảo có chốt ở cầu Phú Đồng kia. Đầu chiều bên kia vẫn có rất nhiều dòng xe đây, mình kể cả mình đi vào trong thành phố cũng khá đông xe đấy. Nghĩa là cách ly thì ai không có việc gì thì ở nhà, không ra ngoài đường. Chắc đây mọi người đây là toàn kiểu đi làm. Kiểu di chuyển từ vùng nọ sang vùng kia khá là đông. Còn chắc là xe khách thì cấm toàn bộ rồi. Chỉ chắc là người ta đi làm ăn thôi. Xe khách với xe buýt cấm toàn bộ mà em thấy bảo bến xe mỹ đình đóng cửa mà. Hôm nay là lần đầu tiên Linh Đan đi tiêm mà Linh Đan thức đây này, không có sóng gió gì không. Thức nhưng mà ngồi trên ô tô cũng yên ắng lắm. Lắng nghe bố mẹ nói à. Thế Linh Đan quen đi ô tô rồi nhỉ? Linh Đan không khó chịu. Các hẳn so với mình suy nghĩ, mình nghĩ là đường kiểu như là nó sẽ rất là vắng. Nghĩa là lác đác chỉ có vài xe thôi. Mật độ giao thông như thế này cũng như mọi ngày, nó chỉ gọi là nó vắng đi một ít thôi, không quá là vắng vẻ quá. Nhưng chắc là tí nữa mình vào cái nội khu của Vincom rồi đi ra chỗ đoạn Y Ông Bồ Đề thì chắc là nó sẽ vắng hơn rất là nhiều. Hôm qua thấy bảo là bệnh nhân số 237 lộ trình còn ở cái khách sạn ở Long Biên Bồ Đề, những khách sạn South Star thì phải. Chắc là cái khu đấy bây giờ ít người qua lại lắm nhỉ? À đâu, không phải. Ừ, ở khu cái nhiễm không phải Bồ Đề mà là chỉ Long Biên, chẳng biết khách sạn đi ở đoạn này. Một tháng trước nhỉ, một tháng trước mình cho Linh Đan đi tiêm thì đến Tâm Anh thì người ta cũng kiểm dịch rất là gắt gao, kiểm tra. Người ta đo thân nhiệt này, xong rồi khai báo y tế, rồi có các bình sát trùng sát khuẩn ở khắp nơi. Cái chốt kiểm dịch ở trên kia nhưng mình không lên chốt, mình đi vào trong nội khu của Vincom. Đâu em không nhìn. Như là tránh chốt đấy. Kia ở trên kia à? Cách 500m này. Nhưng mà chốt đấy như chắc chỉ kiểm tra bình thường thôi, thấy xe các xe không thấy xe nào dừng lại. Đây mình đi vào nội khu Vincom. Thầy có những chỗ em thấy bảo là chốt là xuống kiểm tra thân nhiệt đấy. Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc là xe tải hoặc kiểu xe con biển tỉnh khác đi vào chẳng hạn. Nhưng người ta làm chặt người ta cũng vẫn kiểm tra hết. Kiểu các cái biển tỉnh người ta đi vào nội đô, nó giống như Hải Phòng ấy, tất cả những người mà không có chứng minh thư hộ khẩu Hải Phòng là tất cả phải quay đầu. Đấy mình đi xuống cái này. Thế bảo là đi ô tô mà không đeo khẩu trang là cũng bị phạt đúng không? Từ dưới này trốn đẩy. À con gái ơi, con bình tĩnh lại chưa? Trời ơi, con gái bây giờ không bình tĩnh rồi. Mình đang thức và ngậm đi dặn.
Bịt mồm Linh Đan. Các bạn muốn nói à? Mà chơi, con ngoan đi. Ừ, con ngoan đi. Thì nhà tiêm có khóc không? Mấy lần chưa được tiêm đều ngủ, hôm nay tiêm thức cái này nguy hiểm. Mình xuống đây phát này, nhìn đúng không? Không có xe nào luôn. Giới hạn tốc độ 60. Thực ra ở trong cái giai đoạn mà Thủ tướng Chính phủ gọi là cách ly xã hội này thì chắc là không biết mọi người đã chấp hành thôi nhỉ? Thì ai người ta bắt buộc phải ra đường như mình này, hoặc là người ta phải đi làm ấy, người ta phải ra đường thôi. À lại nói đến cái việc bắt buộc phải ra đường, hôm trước xem TV ấy nhỉ, có cái chương trình người ta cũng nói về cái việc tiêm phòng cho trẻ em ấy. Đây là cái việc gần như là bắt buộc ấy. Không nên là vì sợ bệnh dịch mà chúng ta cái lùi cái lịch tiêm lại. Bởi vì khi mà chúng ta lùi lại, chúng ta không tiêm ấy, thì cái thuốc nó, cái hiệu lực của thuốc nó không được tác dụng như mong muốn. Mới cả là gớm lùi lịch xong tránh được Covid thì bao nhiêu những cái bệnh của mình đã có vaccine ấy, thì mình lại không tiêm được cho con, không lỡ may chẳng may thôi nó mắc phải thì xong rồi hối hận đúng không? Những cái bệnh nó có vaccine rồi mà lại không tiêm nhỉ? Con mình cũng vào đúng cái giai đoạn mà bị dịch ấy đúng không? Ừ. Mình đi bệnh viện từ mùng 30 Tết nhỉ? 30 Tết xong rồi mùng 2 Tết lại bị tiêm. Thì cái giai đoạn đấy là bắt đầu bùng phát bệnh, đặng có bệnh rồi. Mình tiêm đến nay là 3 mũi rồi, thì cả 3 mũi đều trong đợt dịch. Nhưng mình vẫn đi tiêm đầy đủ cho con đúng lịch của bệnh viện thông báo. Thông báo. Ở trong bệnh viện mình đi 3 lần đều bị kiểm dịch hết. Ngủ đi. Kiểm tra, đo thân nhiệt, rồi sát khuẩn, rồi khai báo thông tin. Nói chung là đến bệnh viện ấy thì ai cũng như mình thôi, đều phải khai báo thông tin. Nếu mà chúng ta khai báo thành thật với cả các cơ quan chức năng cũng như là bệnh viện thì người ta sẽ sàng lọc và người ta có một cái khu riêng để khám chữa bệnh. Chứ những cái trường hợp mà không khai báo thành thật với cả gian dối thì đấy mới là chính là cái nguồn bệnh lây cho cộng đồng, rất là nguy hiểm. Còn nếu như ai cũng có ý thức, thứ nhất là phòng tránh bằng cái việc mà chúng ta tự phòng tránh cho bản thân mình, đeo khẩu trang rồi sát khuẩn rồi các cái biện pháp khác, đến cái việc là khai báo y tế thành thật. Và thực ra là những cái biện pháp đấy thì nó cũng chỉ hạn chế được phần nào thôi, tốt nhất là ai không có việc gì thì chúng ta ở nhà. Ừ. Và là khi ra đường bắt buộc phải chung thì phải là cách nhau trên 2 mét đúng không? Cháu không biết hôm nay ở bệnh viện tiêm thế nào, có đủ chỗ để cho các gia đình ngồi cách nhau 2 mét không? Không, nhưng mà khi mình đi tiêm ấy thì các nhà con nhỏ gần như là người ta cũng cẩn thận hơn. Ừ. Đi gần như các bố mẹ là đều đeo khẩu trang hết. Ừ. Và bây giờ ra đường là tất cả 100% phải đeo khẩu trang rồi. Người thì đeo khẩu trang y tế, người đeo khẩu trang vải. Và có rất nhiều người tặng miễn phí khẩu trang. Ừ, đợt đi tiêm là trước của Linh Đan ấy, 18 tháng 3. Đợt đấy thì cũng đang ở cái đỉnh điểm của dịch đấy. Thế là có một bạn, có một bố, ông bố không đeo khẩu trang đấy. Thế xong bệnh viện người ta yêu cầu đeo khẩu trang, thế xong bệnh viện người ta phát khẩu trang luôn. Vừa mới hôm vừa rồi đọc ở trên nhóm Phù Đồng TV của mình ấy, cũng có một trường hợp ở trong làng là tặng 5.000 chiếc khẩu trang cho người dân đấy. Đó đấy là tặng cho những cái hộ hoàn cảnh khó khăn này. Nghĩa là để đảm bảo cho ai cũng có khẩu trang để sử dụng. Đi ra buồn ngủ rồi. Mình đi ở đây nó cũng lag chỉ có vài xe thôi. 10 giờ, gần 10 giờ đúng giờ Linh Đan ngủ rồi. Xong rồi Linh Đan sẽ ngủ ngoan để tiêm cho nó ngon con nhé. Giới hạn tốc độ 60. Nay con còn phải nhỏ hơn ta nữa. Linh Đan sáng nay chưa ngoan, dậy còn không ăn sáng. Mẹ cho nhịn luôn. Báo tại vì mọi lần là mình cũng đi cái tầm này, nghĩa là cái tầm mà không nhiều người ra đường ấy. Thế nên hôm nay mình đi mình không cảm thấy có gì là quá vắng đúng không? Nó cũng vẫn như thế. Nhưng đây là đường Đoàn Khuê, Long Biên, trong khu Vincom. Linh Đan ngoan quá, có cái tình trạng ngủ đâu. 60 km/h. Không phải dám bật radio, sợ bật radio khi mà chúng ta up lên YouTube thì nó sẽ bị dính bản quyền. Chúng ta phải yên lặng và trật tự. Mình như là đi ô tô xong ngậm cái giảm, nó tưởng nó là dùng du ấy, đi lại lại du. Ở trên mạng có rất nhiều người chụp ảnh cũng như là chia sẻ các cái hình ảnh ở khu vực Hà Nội. Người ta bảo là đây là Tết. Năm nay Tết nghỉ khá là sâu, nghỉ rõ nhiều nhỉ. Đến tầm này chắc phải đến tầm
mùng bảy mấy Tết rồi. Ừ. Còn đến cái thời điểm hiện tại là cách ly toàn xã hội từ hôm mùng 1 nhỉ? Được 4 hôm rồi. Đường xa vắng, tanh vắng ngắt. Tết là không được tập trung. Như này mà có đại gia đình nào mà kiểu như khoảng độ 3-4 nhà nhỉ? Ở nhà. Ừ. Vui. Trẻ con thì không phải đi học, người lớn thì cũng không phải đi làm. Sao đa kiểu phần là nghỉ hết. Xong kiểu bày vẽ ra ăn uống đó, kiểu làm cái nào làm cái kia ăn thích. Wow. Như nhà mình thì từ đầu dịch đến giờ thì cả mấy mẹ con đều nghỉ hết ở nhà, gần như là không đi đâu, chỉ có đi ra chợ mua đồ và còn đâu là tất cả nhà là ở nhà không ra đến đường. Kiểu như là mình kiểu như là từ trước đến bây giờ mình là cách ly trước xã hội rồi. Ừ. Từ đợt từ hôm cách ly xã hội này thì là bố mình công chức và cũng nghỉ nhà rồi, coi như là full cả nhà ở nhà rồi. Cả nhà có ngày không mở cổng vẫn khóa nguyên, không đi đổ rác, không đi chợ mua thức ăn dự trữ, thế là cũng không mở cổng ra luôn. Thức ăn dự trữ đây, ở đây cũng rất nhiều cửa hàng tạp hóa. Ừ. Vẫn đang mở nhá. Ừ thì tại vì người ta không cấm những cái nhu yếu phẩm, những cái bán lương thực phẩm mà vẫn cho những cái cửa hàng bán lương thực phẩm, nhưng mà nghĩa là có cái hạn chế thôi, không được đông người. Mọi người cứ đổ xô nhau đi mua thực phẩm dự trữ tích trữ, thực ra là mua thì cũng đúng chứ không có cái gì mà ấy cả. Bởi vì mọi người lo lắng, nhưng mà mọi người mua, mọi người sử dụng thì nó trong khoảng độ vài ba ngày hạn chế ra ngoài tiếp. Thôi xong rồi đi mua tiếp, chứ không đến mức mà mua đến chất một cái tủ lạnh mấy cả. Ừ. Đồ khô các thứ, xong rồi đến cái lúc mà đi mua ấy thì đông đúc lại còn nhiều cái khả năng lây bệnh, mà xong rồi còn gây cho cái phá giá những cái thực phẩm thị trường ấy, thịt lợn thì biết. Hôm trước bảo là thịt lợn là từ hôm nào ấy mà bắt đầu hạ xuống 70.000 một cân ấy, nhưng xong rồi hình như là bên chợ Lá Côi này, chợ làng em này vẫn phá giá. Cái đợt đỉnh điểm ấy là 300.000 một cân thịt, đắt hơn cả thịt bò. Thịt bò siêu thị cái loại bình thường chỉ có 200 mấy 280, còn bò Úc các thứ thì nó rơi vào 300 340, mà giá thịt lợn ở ngoài thị trường chợ dân sinh thôi mà đến 300.000 một cân. Đấy là tất cả là toàn tự bà con dân mình hại nhau hết. Nó chết rồi, mãi nói chuyện là mình lại đi cái đường này, đi đường ra Bixi. Đấy nhá, mình rẽ ở chỗ đoạn Vincom mình đi sang Yông. Mình đi đường Cổ Linh, mình lại đi đường này. Có đi đường này thì mình lại đi ra cầu Chui, xong rồi đi vào khu viện Nguyễn Sơn. Nguyễn Sơn. Bixi này mấy tháng rồi chẳng đi đến Bixi. Lần cuối cùng mình đi Bixi là đi ăn cây pháp đúng không? Mải nói chuyện với mọi người quá, đáng nhẽ là mình đi cái đường qua Yông. Tôi đi qua Bixi có khu phun khử khuẩn xe hơi Toyota Long Biên. Bình thường mình mà đi đằng kia thì cũng có tai nạn này. Đúng không? Tai nạn rồi, đâm nhau rồi. Chắc không sao. Cỡ kính thôi, móp đầu một tí. Mùa dịch cái này mà bị hư hỏng xe là chắc bạn không có chỗ nào sửa. Ừ. Đang cái mùa này là mùa vận chuyển đúng không? Đây, không cái xe. Trung tâm sửa chữa vụ đây là không vẫn mở. Đây người ta bán xe thôi. Mà em thấy Kim Trung tâm sửa chữa. Sửa xe châu Âu mở trên đường. Chúng ta đang đến cầu Chui rồi. Đây nếu mà tính thì tốc độ 60 km. Nếu mà tính thì Long Biên là quận nội thành rồi, đúng không? Ừ. Đó, đâu? Nội thành à? Ừ, Long Biên là quận nội thành rồi, còn đâu nữa? Tính là nội thành ở đâu nữa? Mình là huyện ngoại thành, còn Long Biên tính thành quận ở đâu? Để xem có sự khác biệt gì không nhá. Xem mật độ giao thông như nào nhá. Vẫn nhớ là ngày xưa ở trên các cái nhóm mà ship ấy, thì mọi người bảo ship sang Long Biên mà bảo là free ship nội thành ấy. Bảo là Long Biên không phải nội thành. Ra Long Biên là lên quận thì đã sát nhập vào rồi. Là nội thành rồi, nhưng mà nếu mà để tính so với cái địa bàn loanh quanh Hà Nội thì nó xa hơn rất là nhiều. Kiểu giống như là mình ấy, mình mà đi các cái khu vực giáp danh
giáp danh như Hưng Yên, danh như Hưng Yên này, hoặc là Từ Sơn Bắc Ninh này cũng khá là xa. Kể cả như bản thân nhà mình đi xuống cái đoạn Văn Đức, Kim Lan ở cuối cuối khu vực Gia Lâm cũng xa rồi. Thì có bắc chẳng hạn. Nhìn quanh cái đường các cửa này thì có vẻ là cũng hầu hết là đóng cửa rồi. Các hàng quán đóng cửa là chỉ còn một vài hàng quán mở thôi. Vinmart thì tất nhiên là vẫn mở rồi này, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân này. Hiệu thuốc là cũng vậy này, hiệu thuốc cũng được mở này, trong danh mục được hết. Nhưng mình thấy ở ngoài đường, nếu mà xe máy ở đây nó khá là nhiều ấy, khá là đông ấy, mọi người đi ra ngoài khá là nhiều. Hơn cái mức mình nghĩ. Đi làm nữa phải đi thôi đúng không? Nghĩa là có nhiều công việc vẫn phải đi làm. Thế giới di động điện máy xanh đóng cửa. Đóng cửa hết rồi. Cái này là gì đây? HC cũng đóng cửa rồi. Thì như là vẫn có nhân viên trực đấy, nghĩa là kiểu như ai có nhu cầu thì người ta vẫn bán ra họ cũng thấy mở, hay là kiểu bảo vệ trông gì đó. Đóng hết rồi. Nãy giờ đi là chỉ nhìn thấy có mỗi siêu thị, tạp hóa với cả có ngân hàng cũng mở này, có SB cũng mở. Rõ ràng đây là mình kiểu thấy đây là kiểu như là Tết Part 2 ấy. Vinmart mở thôi. Quần áo rồi các thứ dịch vụ khác là hầu hết là đóng rồi. Chắc là tùy ngân hàng đấy, vừa đi qua thì Sacombank cũng đóng cửa. À hôm nay là thứ bảy, có khi là tùy ngân hàng. FPT Shop này đóng cửa. Bên này SCB thì lại mở cửa. Ngân hàng ở Sài Gòn này. KFC chưa có mở không nhỉ? Không rõ. Ăn uống chắc là không được mở. Đúng không? Sang đây mà độ xe khá là đông đúng không? Nếu mà để so sánh với Tết thì như thế này vẫn là đông hơn Tết đúng không? Tết ra đường là như không có ai. Còn mọi người ra đường thì đa phần đầu kiểu như là gần gần giờ trưa. Tầm này mà đi chúc đi Tết đâu ấy nhỉ? Tầm này mà đi chúc Tết là vạn sự như ý là không được đâu đúng không? Tầm này mà đi chúc Tết được không? Máy đường này đi đâu ấy? Chắc đi làm thôi chứ ai. Nếu mà được nghỉ thì ai rảnh rỗi đi ra đường làm gì? Đến gần bệnh viện cũng phải bỏ tia giả của Linh Đan để đeo khẩu trang cho Linh Đan. Sau lại chụp một lớp khăn bóng bay nữa. Rất là vất vả mới cho Linh Đan đeo được khẩu trang. Em bé chúng nó đeo vào chúng nó khó chịu. Và đây là khẩu trang là phải tự may và nội may cho. Không có khẩu đông khẩu trang về con là rộng quá. Rộng quá so với tập khuôn mặt của con thì còn tuổi. Để tự may khẩu trang, đo kích cỡ mặt, khẩu trang vải. Cái công banh cũng mở cửa, tức banh cũng mở cửa. Mình đi vào đường Nguyễn Sơn đúng không? Nguyễn Sơn hầu hết là đóng cửa luôn, chỉ có tạp hóa mới đi khác. Cái cây nhập khẩu thì càng mở cửa. Chính ra những cái quán cửa hàng tạp hóa người ta bán, cái lương tâm người ta làm vẫn tốt đúng không? Nên những cái ông mà kiểu om khẩu trang rồi bán khẩu trang các kiểu, om giá lên đẩy giá rõ cao. Bác sĩ, y tá cần dùng không có, người dân sử dụng không có, om xong rồi đẩy giá cao. Tạp hóa thì có một cái đợt đầu tiên ấy, đợt đầu tiên thì thấy đẩy giá kiểu mì tôm các thứ đẩy giá rồi thì lên Facebook chỗ nào buôn khẩu trang, buôn mì tôm. Nhưng bây giờ gần như là các cái nhu yếu phẩm thì rất là nhiều rồi. Không thấy ai bán những cái đấy mà nó không bị đẩy giá lên cao. Khẩu trang thì đúng là quá là chán. Lên trên mạng thì chỗ nào cũng bán khẩu trang, toàn thấy bán thùng, bán chục thùng. Nhưng mà để mua được một hộp khẩu trang dùng cho gia đình thì rất là khó và giá rất là cao, dao động khoảng tầm 300-400 một hộp 50 cái. Còn ngày thường thì khẩu trang thường ấy, chứ nó là khẩu trang y tế loại xịn xịn mình không biết, mình không mua.
mình chỉ hay mua khẩu trang ở các cái quầy thuốc thôi, thì nó dao động khoảng độ tầm 30-50 một hộp 50 cái. Kể cả mùa dịch thì có thể nó lên khoảng 100-150 thì ok, nhưng mà nó đẩy giá lên cao quá. Mình sắp đến nơi rồi đấy. Hôm trước mình đi tiêm ở Tâm Anh thì khá đông. Vẫn đông, vẫn nhiều bố mẹ ý thức được là vẫn phải nên cho con đi tiêm đúng lịch. Bởi vì vì lịch tiêm của con thì là không may đâu đúng không? Thôi mình đóng áo cho Linh Lan để chuẩn bị xuống xe. Chắc hôm nay nó cũng vắng hơn đấy. Mình thấy lượng xe cũng ít hơn. Cái bãi đỗ xe ở đây cũng khá đông, không phải ít đâu. Đông lắm. Bãi xe bên này. Nói chung là bệnh viện các thứ thì những cái cần thiết người ta vẫn phải đi chứ đúng không? Tháo dây an toàn ra xong rồi. Đau ốm phải đi từ từ đây. Đeo cái bộ vắng nhá. Bình thường ở đây đông lắm. Giờ này vắng rồi chứ còn